Em Hiệp xin chào tất cả mọi người nhá. Đây em có mộc mới đây. Mới dạy được mấy ngày đây. Anh em nào cần thì alo cho em nhá. Bay cực bổng, đẹp. Nói chung là nó chưa sói lắm, về anh em dạy thêm. Cò thì cực đẹp luôn. Cánh trắng muốt bay bổng. Nói chung là cũng ngoan đấy anh em ạ. Em này cũng mau cánh. Bay đẹp phết đấy. Cò mộc này về anh em dạy thêm. Anh em về cứ đánh ngắn dây nó theo là dần dần anh em đánh ra xa 15-20 m thoải mái. Em đảm bảo là uy tín luôn, về anh em cho bay được. Không bay được thì gửi cho em gửi con khác thoải mái. Nên anh em lấy cò của em thì cứ yên tâm. Cũng cảm ơn tất cả anh em đã lấy cò, từng lấy cò bên em, đã tin tưởng. Tất cả cò em gửi đi cho anh em là toàn cò em chọn lọc hết rồi. Nó bay được và bay như nào thì em cũng báo cáo cho anh em biết rồi. Còn những cái video em dạy thực tế từ con cò từ ngày đầu hoặc ngày thứ hai, ngày thứ ba nó bay cái lước bay như nào là đều có video cho anh em xem. Bay cực bổng luôn, cánh váy cực đẹp luôn. Mới dạy được có mấy ngày, nói chung là nó còn chưa sói đâu. Cái này độ một tuần lứa bay là ok. Quan trọng nhất là anh em dạy cò là chơi cò là cứ phải để con cò nó thuần chủ nhé. Cầm cá mà nó cứ mổ phầm phập, nó theo chủ rồi thì nó về nó đỡ ngượng. Nó không ngượng chủ thì nó mới về được, cầm kéo đế thì nó mới chịu về. Đấy, tập được mấy ngày bay như này là cũng ngon phết rồi đấy anh em ạ. Nó bay xa chỉ là sớm muộn thôi. Tập nhiều rèn luyện sức khỏe hàng ngày thì nó cánh nó dẻo cánh thì nó bay nó khỏe cò hơn. Còn đây em thì thời gian em không có nhiều, em dạy cho nó bay thuần, bay ra bay vào thuần. Cái tập tính như này là mới có mấy ngày là cũng là nhanh rồi. Thời gian thì ít, vần vỗ nó như này vậy là nhanh rồi. Thôi xin chào tất cả anh em nhá. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em, không thì gọi trực tiếp cho em cũng được. Đấy, cò là bảo hành cho anh em là uy tín luôn. Đấy. Nếu mà về mà không chơi được thì em gửi cho con khác thoải mái, anh em cứ chuyển lại cho em. Đấy, xin chào tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Xin chào tất cả mọi người.